Hello, xin chào các cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Trinh trở lại với video này luôn trong ngày hôm nay, tại vì đã được hối video rồi. Thì Trinh làm video là để cho mọi người coi, nhưng chả hiểu sao lúc mọi người đã coi video của mình và yêu thích và kêu mình làm video thì mình lại sợ quá. Sợ giống như là lỡ mình làm nhanh thì mình có sơ sót. Nói chung là lúc nào mình cũng có sơ sót, bởi vì video mình quay một lần không có chỉnh sửa gì hết, dạy vậy là dạy luôn á, hở hư là quay lại thôi. Nhưng mà thường là quay một phát là xong luôn, có hư gì hư kệ đó, thì mình không có chỉnh. Mình sợ sẽ có sai sót gì đó để mọi người học sai, không phải sợ là mọi người bắt bẻ gì mình, tại vì mình cũng quen rồi, việc sai đúng thì đúng, sai thì sai, mình không có chối những cái điểm sai của mình. Sai là mình nhận mình sai ngay thôi, có gì đâu, học mà. Rồi còn mọi người sợ mọi người học theo sai, khi nào mà Trinh thấy những cái gì sai Trinh sẽ để ra comment và mọi người vô đó, những cái chữ comment đọc sai đó comment, mọi người sẽ vô coi lại ha. Rồi, bữa nay mình làm luôn cái bài tập cho cái bài từ vựng kia. Thì nếu bạn nào mà chưa thuộc bài thì nên quay lại học bài cho kỹ ha. Coi video là cho vui thôi. Thì chứ đừng có nhớ cái đáp án này, nhớ học bài tự làm, chứ đừng có mà chưa học bài mà vô check đáp án luôn là không được á nha. Rồi bây giờ làm bài nè. Exercises. Ở đây mình có viết tên của những cái đồ vật. Ở đây câu đầu tiên, somewhere you can put books, là một cái nơi bạn có để sách, có thể để sách ha. Đáp án là bookshelf. Đây, bookshelf là xong. Rồi, somewhere, một nơi nào đó. Two or three people can sit, có hai hoặc ba người có thể ngồi, tức là ngồi cùng với nhau, là một cái sofa. Mình có một đáp án khác, đó chính là on the floor. Nhà mình ngồi đất mà các bạn ơi, ngồi dưới đất. Floor, on the floor, ngồi trên sàn. Yay, bao nhiêu người cũng được. Tiếp, somewhere you can put down your cup. À, cái này nó giỡn thôi nha, đừng có ghi thiệt nha, cái mình xài thôi. Rồi, một nơi nào đó mà bạn có thể để cái cup của bạn xuống, để cái ly xuống. Mình để dưới đất luôn. Ok, mình để dưới đất hết, nó giỡn chứ mình có một cái coffee table để lên, để cái cốc lên cái bàn cà phê chưa. Rồi, something you can look at on the wall, cái gì mà bạn có thể nhìn trên tường. Thì nhìn cái bức tranh đi chứ ha, chứ nhìn cái khác nó dị lắm đó, được chưa? Mình không có bị tự kỷ gì ha. Nhìn tranh, đừng có nhìn cái này sau đây của mình nha, cái này cái trái tim mà nó rụng rời hết rồi, chán tôi dễ sợ luôn á, không thèm máng lại luôn. Rồi, something for switching the light on or off, một cái gì đó mà mình bật tắt cái đèn lên xuống. Rồi nó là một cái light switch, đáp án nằm trên đề luôn. Light switching đó, light switch đây, công tắc đèn. Rồi tiếp, something for listening to music, cái gì đó để nghe nhạc, là cái hi-fi. Có người có cái MP3 đúng không? MP3 đúng không? Thì cũng được. Mà giờ này mình nghĩ chắc không ai còn cái đó đâu ta. Chắc có nhiều bạn cũng không biết đó là cái gì luôn. À, nghe bằng điện thoại cũng được ha. Nghe bằng gì? Nghe điện thoại. Nghe tivi, nghe laptop. Đúng rồi. Laptop là cái các bạn thường nghe, chứ cái hi-fi này mình không có bao giờ luôn. Tiếp, something under your feet, cái gì ở dưới chân của mình, là đôi dép, tổ ong. Không phải là cái carpet, là một cái tấm thảm hay là một cái rug, cái tấm trải thảm nhỏ hơn. Rồi, carpet là trải khắp phòng, rug là nó nhỏ, nó đẹp đẹp xinh xinh bé bé ở dưới cái bàn thôi. Something for changing channels on the TV, cái gì để đổi kênh ở trên cái tivi, đó chính là cái remote control. Đấy, remote control. Rồi, nếu ai thấy mấy cái từ này lạ quá, tức là chưa học bài đó, đi lên trên cái bài video cũ coi lại cái khúc mà mình dạy đi, chứ mấy từ này đỡ trở nên xuống, không có gì khó hết. Rồi đây mình sẽ làm bài nối. Match the words on the left with the words on the right, nối cái từ bên trái với cái từ bên cái chỗ phải. Đây, left right là hai chữ L với R, mà các bạn có thể thấy trong cái gì biết không? Trong cái tai nghe của mình đó, được chưa? L là bên left, R là bên right. Hình như cái hình nó bị ngược đúng không? Ủa? Không biết nữa. Bên đây là bên phải, bên đây là bên trái của các bạn đúng không? Rồi, switch on the lamp là mình bật cái đèn lên, được ha, để mình đổi cái đường nhỏ nhỏ xuống gạch cho nó đẹp. Relax in an, mình sẽ ngồi thư giãn trong một cái armchair, tại đây kiếm không thấy cái sofa để nằm. Tiếp, close the curtain, đóng cái rèm lại. Curtain gọi là curtain, được chưa? Đóng cái rèm lại, tại vì đây không thấy chữ cửa sổ, có cửa sổ là chọn cửa sổ ấy. Pass the remote control, rồi chuyển cái đầu bấm nè. Listen to the radio, rồi nghe trong radio. Watch a TV,
Trời ơi, tôi vẽ đẹp quá. Tại vì đó nó rối quá rồi nên mình vẽ vòng qua. Ngựa ghê. Tiếp theo, correct the mistakes in the sentences. Sửa những cái lỗi trong những cái câu này. Bây giờ nha, có một cái câu như sau. This evening, let's just relax us at home. Thì câu này người ta sửa sẵn cho mình rồi. Người ta sửa cái chữ us này nè. Đó. This evening, let's just relax at home. Thật ra khi mà đọc cái câu bên đây, cũng có bạn nói là ủa câu bên đây cũng hiểu mà không tìm ra lỗi thì cũng bình thường. Mình công nhận là vào buổi tối hôm nay hãy thư giãn chúng ta tại nhà, thì mình có thể là tối nay chúng ta thư giãn tại nhà thì cũng được, nhưng mà thực ra thì chữ us rất là dư thừa. Less ở trong đây á, là đã có chữ us rồi à, cho nên như vậy là đủ rồi. Thì cái bài này các bạn không cần quan tâm quá nhiều nếu các bạn làm sai hoặc nhìn vô không biết cái chỗ nào sai, chỗ nào đúng hết. Nhìn như nó mù mịt, thậm chí nhìn vô không hiểu cái câu này luôn. Rất bình thường, bởi vì sao? Cái này liên quan tới ngữ pháp. Nó liên quan tới cái cách dùng từ với to, với verb in này kia vân vân và vân vân. Cái đó mình chưa có dạy cho mọi người, hoặc là mọi người học ở đâu đó nhưng mà cũng không có chắc. Thì không sao cả. Nếu mọi người chưa học tiếng Anh và học theo chương trình này của mình thôi á, mà cảm thấy làm không được cái này thì cũng bình thường, trong khi bạn kia làm được mà mình là không được. Không sao, cái này liên quan tới những cái thứ khác nữa. Mình chưa được học thì mình chưa làm được thôi. Cái phần này mọi người chỉ cần làm gì? Coi chỉnh sửa rồi học cái câu đúng thôi. Cái câu sai không cần quan tâm tới nó. Vậy ha. Đấy, mình đã dạy mọi người ngữ pháp gì đâu, cho nên không làm được cũng bình thường ha. Con chó của tôi nó gãy quá rồi. Thôi gãy nhẹ nhẹ thôi con gái. Rồi. I don't often listen the radio. Rồi, thấy cái này sai không? Trên gạch chỗ này. Ui, con đừng có lắc vậy chứ. Rồi, I don't often listen the radio là tôi không có thường nghe radio. Thì listen nó phải đi với to, được chưa? Listen là đi phải với to. Có một bài hát là When I was young, I listened to the radio. Gì? Hát xong quên câu của người ta luôn rồi. I don't often listen to the radio. Rồi, bây giờ mình viết lại cái câu đúng ở đây nha. I don't often listen to the radio. Ơi ơi. Rồi, thì đây là cái câu đúng. I don't often listen to the radio. Bởi vì chữ listen nó phải đi với chữ to. Có bạn biết, có bạn chưa biết. Tiếp theo, we need some more bookshelves in this room. Chúng ta cần nhiều cái kệ sách hơn trong căn phòng này. Câu trên là tôi không thường nghe nhạc đúng không, trên radio. Còn là chúng ta cần nhiều sách kệ sách hơn trong căn phòng này. Thì cái chữ kệ sách thêm s nhẹ rất là chướng mắt. We need more bookshelf. Cái chữ bookshelf thực ra bên trên khi mà có học bài á thì nó sẽ có một cái chữ viết mẫu cho mình, cái chữ số nhiều cái này. Khi mà mình muốn thêm số nhiều cái bookshelf thì cái chữ f này mình phải là ves bookshelf. Để chỉ cho mọi người cái chỗ coi nha. Hồi trưa này dạy không có chỉ vô cái chỗ đó, tại thấy nó quá nhiều thứ rồi, không nỡ chỉ. Đây, bookshelf số ít là đây, bookshelf số nhiều là phải đổi thành VS. Thường thì những cái đuôi nào tận cùng là chữ F nha. Mà các bạn muốn thêm S số nhiều vô á thì chữ F phải đổi thành VES. Rồi, ok, ghi lại đi ở đâu đó, xong rồi mốt cũng quên thôi. Nói qua cho nhớ, nếu bạn nào đã biết rồi á thì mình sẽ nhắc lại cho nhớ, chứ còn bạn nào chưa biết thì mình sợ nguy cơ quên rất cao. Nhưng không sao cả, từ đây mình chỉ cần biết như đó thôi. Thiệt dạy không dám hy vọng mọi người nhớ nhiều, nhớ cái chính thôi. Ok, rồi. I don't often listen to radio. We need some more bookshelves in this room. Chữ bookshelf viết lại như vậy ha. Rồi tiếp theo nè. I watch at television all evening yesterday. Tôi xem TV vào suốt buổi tối ngày hôm qua, được chưa? Chữ này là ngày hôm qua. Rồi thì thấy sao? Sai chữ at. Tại vì watch television không có cái gì chính giữa hồi giờ đúng không? Có thể câu này mọi người làm được ha. Đối với cơ bản có thể câu này làm được. Rồi chỉ bỏ chữ at ra, đừng có lấy nó vô là được, là đúng câu này. Right. Xong. Trên đây bỏ chữ us. Tiếp nữa. It's dark now. Trời tối rồi. Please make the curtains. Đây, trời tối rồi, hãy làm cái rèm. Làm cái gì? Phải là đóng cái rèm chứ. Ok, it's dark now. Please close the curtains. Rồi, vậy nhé. Xong. William has some very nice furniture in his house.
Bạn Liam có rất là nhiều đồ gỗ. Furniture là đồ nội thất. Rồi, đồ nội thất thì mình sẽ không có thêm S vô trong chỗ này. Furniture, tới đây hết rồi. Furniture là đồ nội thất. Tới đó là xong, không có cần phải thêm S gì nữa hết. Tiếp theo. Rồi bây giờ làm gì? Viết mấy câu lại qua bên đây cho nó hoàn chỉnh ha. Nhỏ lại đã trên chép lại cho mọi người rồi mình sẽ chỉ đọc cái câu đúng thôi nha. Trinh vừa chép để mọi người cũng có thể chép vào vở luôn nha. We need some more bookshelf in this room. Nó khúc vậy thôi chứ nó còn đang viết á, mà nó viết bậy rồi, y như rằng khúc cái viết chật lất, không có mắt nhìn. Xuống nhỏ lại miếng ngữ coi. Tiếp. I watch television at cái gì vậy? Television all evening yesterday. Rồi. Tiếp. It's dark now. Please close the curtains. Right, dùng đây. Liam had some very nice furniture in his house. Bạn này có rất nhiều đồ nội thất đẹp trong nhà bạn đấy. Rồi, chép chưa? Nhìn kỹ là một cái coi, mở bự lên. Chép đàng hoàng nè. Ôi, sao qua được rồi. Rồi. This evening, let's just relax at home. Tối nay chúng ta hãy chỉ thư giãn trong nhà mà thôi. Tức có nghĩa là không đi đâu chơi hết, được chưa? Let's just ở đây là chỉ, được chưa? Chỉ thư giãn ở nhà mà thôi. Relax là thư giãn. Rồi, don't often. Cái gì vậy? Lộn. I don't often listen to the radio. Tôi không thường nghe nhạc. Nếu như đây bạn muốn nói là tôi không thường nghe. Đúng rồi, câu này là không thường nghe radio. Còn nếu bạn muốn nói câu tôi không thường nghe nhạc thì bạn nói sao? I don't often listen to music. Right. Tiếp. Nếu mình nói là tôi không thường có tivi thì mình nói làm sao? I don't often watch TV. Rồi. Không thường làm gì thì dùng cái câu này nói vô cũng được đó nè. We need some more bookshelves in this room. Chúng ta cần nhiều cái kệ sách hơn trong phòng này. We need some more bookshelves in this room. Bây giờ thử coi. Chúng ta cần nhiều ghế hơn trong phòng này. We need some more chairs in this room. Ok. Rồi. Tiếp. I watched television all evening yesterday. I watched television all evening yesterday là tôi đã xem TV suốt buổi tối ngày hôm qua. Thì bây giờ mình nói là tôi nghe nhạc suốt buổi tối ngày hôm qua thì mình nói sao? I listened to music all evening yesterday. Tôi coi phim nguyên buổi tối hôm qua. I watched movies all evening yesterday. Được chưa? Rồi. It's dark now. Trời tối rồi. Please close the curtains. Được ha. Cái này chỉ vậy thôi. Trời tối rồi. Hãy đóng cửa lại. Đóng cái rèm lại chứ nó lộn. À. Trời sáng rồi. Mở cửa ra thì nó sao ta? Ok. Bây giờ mình nói là trời sáng rồi. It's light now. Bữa mới chỉ chữ light là chữ sáng. Ok. Alright. Có thể nói gì? It's morning now. Open the door. Trời ơi nghe cũng xịn ghê chứ. Mở cửa ra cho nó sớm vào nha. Rồi xong câu đó. Tiếp nữa. Liam has some very nice furniture in his house. Bạn Liam có rất là nhiều đồ gỗ đẹp ở trong nhà. Đồ nội thất đẹp ở trong nhà của bạn đó. Đó lại. Bạn đã có rất nhiều siêu xe trong nhà của bạn đó thì nói sao? Liam has some very nice cars in his house. Cars là xe hơi thường thôi. Siêu xe là cái gì? Là xe thể thao. Sports car hả? Sport cars. Ghê không? Dễ sợ. Ok, muốn có cái gì để cái đó vô ha. Rồi, thì cái phần mà sửa từ á,
Sai trong đây á, nó không có quan trọng, được chưa? Nếu mọi người lỡ không biết không vấn đề gì, quan trọng là cái câu đúng. Và cái chuyện này quan trọng hơn là phải thuộc những cái từ vựng về đồ vật để mình thế vào những cái câu này, mình làm những câu mới. Ví dụ bây giờ hỏi lại nè, hỏi mọi người là cái sofa là gì, cái ghế là gì, đèn sáng là gì, mà đèn kiểu đèn ngủ là gì, rồi cái ghế bành ngồi một người là gì, rồi cái thảm là gì, đấy, kệ sách là gì, cái bộ âm ly là gì, đấy, rồi thế vô đi ha. Không thuộc bài thì không có nói được. Rồi khi làm đọc ra, nếu như Trinh làm Trinh cũng đọc, mọi người thấy không, lúc Trinh chép Trinh cũng phải đọc, không đọc quên tiêu à, không nhớ nổi đâu. Rồi bây giờ tới đây mình làm một cái bài này. Bài này để chi? Cũng là để củng cố từ vựng của mọi người, để mình mở lên cho mọi người cùng tìm với mình. Lỡ mình có tìm chậm quá, mọi người đừng có nói mình ngáo nha, chùm ngáo luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tìm những cái chữ này trong đây, tìm 10 chữ nữa. Ở đây nó tìm là chữ book. Rồi đây, nó đã xong chữ book, để mình lấy cái book nhỏ mình tìm. Rồi bây giờ cùng tìm nha. Bây giờ mình tìm cái ghế nè, tìm cái tấm thảm nè, tìm cái tấm rèm, tìm cái đèn, tìm cái bộ hi-fi này, tìm cái tấm thảm trải khắp phòng này, tìm cái tivi, cái ổ cắm, cái đèn này, đèn ngủ nè, cái đồ bấm tivi. Rồi đi tìm. Ta Trinh thấy cái gì đây? Cái này là dễ thấy nè, cái tivi. Ok, trời, cái tivi nha. Rồi có chữ television ở đâu đó không? Ok, hy vọng là không nha. Tiếp theo tìm cái ghế coi. Ok, thấy cái ghế rồi. Mọi người thấy chữ gì nữa? Mình thấy cái chữ gì nữa ta? Ồ, nhìn vậy mà căng ta. Ơi, 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 ơi. Curtain. Hai cái luôn, hai cái rèm luôn. Rồi đâu, gạch bỏ bớt coi. Tìm được cái ghế rồi nè, bỏ cái ghế coi. Tìm được cái tivi rồi, bỏ tivi. Tìm được cái rèm, bỏ cái rèm. Tìm tiếp thôi. Cái gì nhỉ? Ê, hi-fi. Cái hi-fi, thấy rồi. Tiếp một cái gì nữa? Tìm chữ remote. Rồi remote đây, thì remote có chữ remote control. Còn gì nữa ta? Bỏ cái remote ra. Tìm cái đèn. Cái đèn là chữ L. Chữ L đây. Light. Ok. Cái đèn light là đèn này. Vậy thì phải kiếm một cái đèn lam nữa. Đây, chữ L này, đèn lam. Biết chữ là cái là tìm được liền à. Ai không biết chữ cái thì mệt nha. Rồi, hai cái đèn xong. Giờ tới tìm cái ổ cắm này. Ổ cắm này là cái socket, đã bắt đầu bằng chữ S. Sờ, chia sẻ. Socket ơi, socket. Ê, đây đây đây. Nghe đây mày. Socket. Rồi. Còn gì nữa? Còn hai cái tấm thảm này. Một tấm rug, một tấm carpet. Mới thấy nó ở đâu nè. Đây nó này nè. Một tấm rug. Tấm rug sẽ là cái tấm này. Một tấm carpet ở đâu? Carpet là có chữ cờ. Cờ AK sắt cá. Car là cờ, R là tới chữ R á. Đây có cờ R chưa có A. Carpet của mình đâu? Trời ơi, nó còn ít, nó khó ghê luôn đấy. Carpet. Chữ cờ rồi tới chữ R. Chết mình rồi. Ê, đây 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 đây. Sao chết được? Carpet. Rồi để coi mình tìm được mấy chữ rồi nha. Remote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ủa, sao ra được 11 chữ vậy? Ủa còn nữa không? Còn radio nè, phải không? Ủa radio thì không có trong cái hình mà có đây. Ủa sao nhiều quá vậy? Không chừng hồi tìm ra còn nhiều dữ nữa. Có gì nữa vậy? Còn gì nữa không vậy? Ok, rồi thôi mình tìm được cũng khá rồi, vậy được rồi mọi người nha.
coi như hoàn thành thử thách đi. Trời ơi, hên quá tìm ra, không có ngáo ngáo. Hơi ngáo một chút, chắc mọi người tìm nhanh hơn mình luôn á. Ok, rồi xong bài ở đây bữa nay. Xong, rồi bây giờ có một vài chỗ mình muốn hỏi lại coi. Thử coi bây giờ mình muốn nói nè. Nhờ người ta là đưa giùm mình cái gì đó thì mình nói sao mọi người nhớ không nhỉ? Rồi, đây có câu là pass me cái gì đó. Ok, bây giờ hãy đưa giùm tôi cái cây bút đi. Cây bút ai cũng biết đúng không? Pen. Rồi, bây giờ hãy làm ơn đưa giùm tôi cây bút. Mình nói là pass me the pen please. Giờ hỏi chứ, đưa giùm tôi cái dĩa đi. Pass me the plate please. Mấy cái đồ vật gì mình học rồi á. Đưa cho tôi cái áo khoác giùm đi. Pass me the áo khoác. Jacket please. Mấy cái từ này học rồi đó. Bây giờ nói nha, bạn có thể mở tivi lên được không? Ok, can you turn the TV on? Ở đây bạn có thể tắt tivi được không? Can you turn the TV off? Mình lấy cái câu đó chỗ này nè. Rồi, hoặc là I want to turn on the TV cũng được. Mình có thể nói là turn the TV on hoặc turn on the TV. Hai cái này đều ổn, không vấn đề gì nha. Rồi, ok, xong. Học câu, học từ là hết cái bài ngày hôm nay. Chào mọi người, goodbye.